AVZ, giải bài tập full môn, soạn văn hay nhất, học livestream miễn phí, tương tác trực tiếp với giáo viên hàng đầu. Vào thư viện app, tải ngay AVZ. Xin chào các em. Ngày hôm nay thì cô và các em sẽ cùng đồng hành với nhau trong chương trình học lớp 12 và chúng ta đi vào các cái bài tập tổng hợp về sắt và hợp chất của sắt. Vậy thì trước tiên cô sẽ đi qua một chút về lý thuyết cũng như là cái phương pháp giải đối với dạng bài tập về sắt cũng như là hợp chất về sắt. Ở đây, đầu tiên là vấn đề lý thuyết liên quan tới sắt. Cô sẽ đi sơ lược nhất có thể cho các bạn nhé. Sắt thì nó sẽ có các cái trạng thái oxy hóa, đó là không ở trong đơn chất. Ở trong hợp chất thì nó có các trạng thái oxy hóa là dương 2 hoặc là dương 3. Vì vậy, quyết định đến các cái tính chất hóa học liên quan tới sắt như sau. Đó là khi tham gia vào các phản ứng hóa học thì sắt nó có thể tạo thành các cái sản phẩm là sắt sắt dương 2 hoặc là sắt dương 3 khác nhau tùy thuộc vào cái chất mà nó đang tham gia. Đó là chất oxy hóa mạnh hay là axit loãng, đúng không ạ? Và sắt khi tác dụng với dung dịch HCl hoặc là HLS4 loãng thì nó sẽ chỉ dừng lại ở cái mức oxy hóa đó là sắt dương 2 mà thôi. Khi đó thì cô đưa ra hai cái phương trình minh họa điển hình ở đây, đó là sắt tác dụng với axit chloric sẽ tạo ra sắt 2 clorua và giải phóng khí hiro. Còn khi tác dụng với axit sulfic loãng thì nó sẽ tạo ra muối sắt 2 sunfat và hiro. Như vậy cái đặc điểm chung ở đây đó là với HCl và HLS4 loãng thì sắt chỉ được đưa lên sắt dương 2 mà thôi. Còn khi tác dụng với các chất oxy hóa mạnh, cô lấy ví dụ như là HLS4 đặc nóng hoặc là HNO3 đặc nóng thì sắt nó sẽ được đưa lên trạng thái oxy hóa cao nhất, đó chính là sắt dương 3. Ở đây cô cũng lưu ý luôn cho các bạn, trong trường hợp này ấy, nếu như chúng ta dùng dư sắt thì cái trạng thái oxy hóa này không phải là sắt dương 3 nữa, vì là sắt có thể tác dụng với sắt dương 3 để tạo thành sắt dương 2. Và đối với sắt thì chúng ta còn thấy một cái tính chất nổi bật, đó chính là sắt bị thụ động hóa ở trong HNO4 đặc nguội và HNO3 đặc nguội. Vậy thì nếu như một bài toán nào đó chúng ta có một cái hỗn hợp gồm có sắt và đồng chẳng hạn, cô cho vào dung dịch HNO4 loãng thì lúc này sẽ chỉ có một mình sắt tác dụng thôi, đúng không? Và giải phóng khí hiro. Và vẫn cái hỗn hợp gồm có sắt và đồng, nếu như cô cho vào dung dịch HNO4 đặc nguội thì khi đó lại chỉ có một mình đồng tác dụng thôi. Còn sắt thì bị thụ động hóa thì nó sẽ không phản ứng với HNO4 đặc nguội. Đây là một trong những cái vấn đề lý thuyết mà các bạn cần lưu ý cho cô nhé. Khi chúng ta cho lượng dư sắt vào trong dung dịch H2S4 đặc nóng hoặc là HNO3 đặc nóng thì muối tạo thành ở đây sẽ là sắt dương 2. Khi đó cái điều này được giải thích là do sắt tác dụng với sắt 3 cộng để tạo ra sắt 2 cộng. Có nghĩa là gì ạ? Ở nước đầu tiên thì sắt nó vẫn tác dụng với HNO4 đặc nóng và HNO3 đặc nóng để tạo ra sắt dương 3. Sau đó thì sắt dương 3 tạo thành ấy, nó sẽ phản ứng tiếp với lại sắt dư để tạo ra sắt 2 cộng. Vì vậy trong các cái phản ứng, trong các cái bài tập mà đề bài cho sắt vào trong dung dịch HNO3 hoặc là HNO4 đặc nóng ấy, thì các bạn cần lưu ý cho cô đó là người ta sử dụng dư axit hay không. Chuyển sang cái lý thuyết tiếp theo, đó là các cái hợp chất liên quan tới sắt. Hợp chất liên quan tới sắt thì chúng ta thấy là các hợp chất nó sẽ là sắt dương 2 hoặc là sắt dương 3. Sắt dương 3. Nó có thể ở đâu ạ? Ở trong các cái oxit sắt hoặc là ở trong hydroxit hoặc là trong muối. Thì vào vấn đề đầu tiên đó chính là oxit sắt. Thì oxit sắt khi mà tác dụng với HCl hoặc HNO4 đặc 24 loãng ấy thì chúng ta lưu ý là lúc này các cái oxit sắt này nó chỉ tham gia vào phản ứng trao đổi thôi. Cô đưa ra cái ví dụ như là cô có FeO là sắt 2 oxit chẳng hạn. Cho vào HNO4 loãng thì phản ứng này chỉ là phản ứng trao đổi và không làm thay đổi số oxy hóa của sắt. Có nghĩa là trước phản ứng này sắt là dương 2 thì sau phản ứng nó cũng chỉ dừng lại ở dương 2 mà thôi. Hoặc là cô cho Fe3O4 vào trong dung dịch axit chloric thì nhớ cho cô Fe3O4 nó sẽ là tổ hợp của FeO ngậm Fe2O3. Có nghĩa là bản thân thằng Fe3O4 nó đã có chứa sẵn sắt dương 2 và sắt dương 3 rồi. Thì khi đó nó tạo thành muối tương ứng là sắt 2 clorua và sắt 3 clorua, đồng thời tạo thành nước ở sau phản ứng. Còn khi chúng ta cho các chất khử như là carbon monoxide hoặc là hiro hoặc nhôm
vào trong các oxit sắt. Thì lúc này các cái chất khử này nó có thể khử các oxit sắt về các trạng thái oxy hóa thấp hơn. Điển hình ở đây đó là khi cô dùng carbon monoxide vào trong Fe2O3 là sắt 3 oxit ấy. Thì sản phẩm ở đây nó có thể tạo ra các cái nước khác nhau. Ví dụ như là sắt ở đây là sắt dương 3 thì nó có thể xuống sắt dương 8/3, sắt dương 2, hoặc là đưa về sắt 0 ở trạng thái đơn chất và đồng thời giải phóng ra khí CO2. Hoặc là phản ứng nhiệt nhôm giữa nhôm với lại FeO chẳng hạn, thì sản phẩm thành ta sẽ là nhôm, oxit và sắt. Hợp chất sắt nếu như cho tác dụng với các chất oxy hóa mạnh như là H2S4 đặc hoặc là HNO3, thì lúc này sản phẩm của chúng ta sắt ở trong các hợp chất nó sẽ được đưa lên trạng thái oxy hóa cao nhất, đó chính là sắt dương 3. Cô lấy các cái ví dụ như là cô có Fe sắt 2 sunfat ấy là Fe4 cho tác dụng với H2S4 đặc. Thế này, H2S4 đặc là chất oxy hóa mạnh, vì vậy sắt dương 2 ở đây sẽ được đưa lên sắt dương 3 ở trong muối là Fe2SO4 tất cả 3 lần, đồng thời giải phóng ra khí SO2 và nước, hoàn toàn tương tự như là hai phương trình ở phía dưới. Thì chúng ta thấy là trong các cái hợp chất này, sắt nó có thể ở trạng thái sắt dương 2 này, hoặc là sắt ở trong oxit sắt tử ấy là Fe3O4 thì nó cũng sẽ đưa được lên cái trạng thái oxy hóa cao nhất là sắt dương 3. Vậy một cái vấn đề xảy ra như sau: nếu như cô có FeOH 3 lần mà bây giờ cô cho vào trong H2SO4 đặc, thì phản ứng này có phải là phản ứng oxy hóa khử không em? Cái câu trả lời ở đây chúng ta cần phải phân tích đúng không ạ? H2S4 đặc là chất oxy hóa mạnh, tuy nhiên muốn thể hiện tính oxy hóa mạnh thì bắt buộc nó phải được tiếp xúc với một chất khử cơ, đúng không? Nhưng trong trường hợp này FeOH 3 lần thì sắt đã đạt đến trạng thái oxy hóa cao nhất rồi. Vậy lúc này nó chỉ tham gia vào phản ứng trao đổi thôi để tạo ra sản phẩm là Fe2SO4 tất cả 3 lần, đồng thời có nước được tạo thành. Ở đây chúng ta cân bằng 2 vào FeOH 3 lần, 3 vào H2SO4 và 6 vào nước. Đó là một số cái vấn đề lý thuyết mà các bạn cần lưu ý khi mà làm bài tập về sắt cũng như là hợp chất của sắt. Và tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần bài tập minh họa. Chúng ta đi vào câu hỏi số 1 như sau. Trong phản ứng đốt cháy CuFeS2 tạo thành sản phẩm là đồng 2 oxit, sắt 3 oxit và lưu huỳnh dioxit, thì một phân tử CuFeS2 sẽ A là nhận 13 electron, B là nhận 12 electron, C là nhường 13 electron và đáp án D là nhường 12 electron. Lúc này các bạn sẽ phải viết ra cho cô cái quá trình mà từ CuFeS2 để tạo ra các cái sản phẩm tương ứng, đúng không? Vậy ở đây chúng ta sẽ thấy như sau này. Từ phân tử CuFeS2, ở sau phản ứng nó đang tạo ra cái gì ạ? Cu thì được đưa lên Cu dương 2, đồng dương 2. Sắt thì được đưa lên sắt dương 3 cộng với sắt dương mấy ạ? Sắt dương 3. Và lưu huỳnh được đưa lên lưu huỳnh dương 4 ở trong SO2. Vậy đây là lưu huỳnh ở dương 4. Đằng trước phản ứng chúng ta có một đồng, vậy đây là một đồng, một sắt, vậy đây là một sắt và hai lưu huỳnh, thì ở đây chúng ta sẽ phải cân bằng hai vào lưu huỳnh dương 4. Khi đó này, trước phản ứng ta thấy số oxy hóa của nó đang bằng 0. Sau phản ứng cộng lại ạ. Dương 2 cộng dương 3 là dương 5. Dương 5 với lại dương 8 là thành dương 13. Nhưng bên này lại đang có số xóa bằng 0. Vậy quá trình này sẽ phải nhường 13 electron. Vậy thông qua cái quá trình phân tích của cô thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đó là gì ạ? Một phân tử CuFeS2 sẽ tiến hành quá trình nhường 13 electron để tạo ra các cái sản phẩm đó là đồng 2 oxit, sắt 3 oxit và lưu huỳnh dioxit. Ta chọn đáp án C trong câu hỏi số 1. Chuyển qua câu hỏi số 2. Cho hỗn hợp gồm có đồng và sắt vào dung dịch HNO3 loãng. Nếu đến khi phản ứng hoàn toàn thì thu được dung dịch X và chất rắn Y. Chất rắn Y cho tác dụng với dung dịch HCl thì thấy có khí thoát ra. Và cho dung dịch NaOH vào dung dịch X thì thấy có kết tủa Z. Vậy đề bài đang hỏi các em là kết tủa Z ở đây sẽ gồm có chất nào? A là sắt 2 hydroxit, B là sắt 3 hydroxit,
C, B là sắt 3 hydroxit này, C là sắt 2 hydroxit và đồng 2 hydroxit, và đáp án D là không xác định được. Vậy thì trong câu hỏi này chúng ta sẽ cần phải phân tích một chút này. Ở đây chúng ta thấy là hỗn hợp ban đầu gồm có đồng và sắt. Cho vào HNO3 thì HNO3 ở đây dù loãng hay đặc thì nó vẫn là chất oxy hóa mạnh. Và nó hoàn toàn có thể phản ứng được với cả sắt và đồng. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và chất rắn Y. Chất rắn Y ở đây thì chứng tỏ là kim loại còn dư. Được chưa? Kim loại còn dư. Thì kim loại ở đây sẽ là gì ạ? Sắt với đồng thì sắt là kim loại hoạt động mạnh hơn đúng không? Vậy thì kim loại còn dư ở đây rất có thể nó sẽ là đồng dư. Mà đồng đã còn dư thì cái dung dịch gì ạ? Chúng ta sẽ phải phân tích tiếp, đấy là gì? Chất rắn Y tác dụng với HCl thấy có khí thoát ra. Vậy thì ngay cả thằng sắt cũng vẫn dư, có nghĩa là đồng chưa hề phản ứng. Đấy chưa? Đồng chưa hề phản ứng. Thì lúc này cái dung dịch X của cô nó sẽ chỉ có sắt dương 2 mà thôi đúng không? Bây giờ cho NaOH vào trong dung dịch X thì thu được kết tủa Z. Vậy thì kết tủa Z ở đây chính là axit 2 hydroxit. Chúng ta sẽ chọn đáp án A trong câu hỏi số 2. Chúng ta sẽ tiếp tục với câu hỏi số 3. Có hỗn hợp X gồm sắt và đồng, có khối lượng là 6g. Tỷ lệ khối lượng giữa sắt và đồng là 7 chia cho 8. Cho lượng X trên vào một lượng dung dịch HNO3, khuấy đều cho phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được một lượng chất rắn Y nặng 4,32g. Dung dịch Z và khí NO. Yêu cầu đó là xác định khối lượng chất tan trong dung dịch Z. Vậy thì trong cái câu hỏi này thì các bạn sẽ thấy đó là chúng ta hoàn toàn có thể tính được cái khối lượng của sắt với lại đồng ở trước phản ứng đúng không? Ở đây cô có được khối lượng của sắt đang bằng, cô lấy 6 chia cho 7 cộng 8 bằng 15, sau đó nhân với 7 thì ra được cái khối lượng của sắt sẽ bằng 2,8g. Còn khối lượng của đồng ạ, khối lượng của đồng thì bằng 6 trừ đi 2,8 đúng không? Như vậy bằng 3,2g. Chúng ta phải nhận xét một chút về cái khối lượng của chất rắn Y. Khối lượng chất rắn Y đang bằng 4,32g. Và 4,32 này thì đang lớn hơn khối lượng của đồng. Vậy rõ ràng là khi cô hòa tan hỗn hợp gồm có sắt và đồng này vào trong dung dịch HNO3 thì các em sẽ thấy được đó là đồng chưa hề phản ứng, và thậm chí là sắt mới tan một phần thôi, và sau đó thì sắt vẫn bị dư đúng không? Vậy là trong bài này thì sắt sẽ được đưa lên sắt dương 2. Và đồng thời thì nitơ từ dương 5 được tạo thành nitơ cũng đưa xuống thành nitơ dương 2 đúng không? Như vậy là trong cái dung dịch Z của chúng ta ấy, sẽ chỉ có một muối duy nhất thôi, đó là FeNO3 tất cả 2 lần. Ở đây thì cô sẽ có như sau. Vì cô lý luận cho các bạn ấy, vì là 4,32g nó đang lớn hơn 3,2g. Vậy từ đây suy ra được là đồng chưa phản ứng và sắt vẫn còn dư. Được chưa? Đồng chưa phản ứng và sắt còn dư. Như vậy là muối tạo ra sẽ là FeNO3 tất cả 2 lần. Được chưa? Và có số mol của FeNO3 tất cả 2 lần chính là bằng số mol của sắt tham gia phản ứng. Với cái khối lượng sắt tham gia phản ứng thì chúng ta sẽ lấy 6 trừ đi 4,32. 6 trừ đi 4,32, vậy bằng 1,68, cô chia cho 56 thì ra được cái số mol của sắt tham gia phản ứng cũng chính là bằng muối sắt 2 nitrat tạo ra ở đây bằng 0,03 mol. Từ đây các bạn sẽ tính ra được cái M của muối bằng cách là nhân với lại phân tử khối của nó đúng không? 56 cộng 62 nhân 2. Vậy cô ra bằng 5,4g. Và với giá trị là 5,4g chúng ta sẽ chọn đáp án đúng, đó chính là đáp án A. Ở đây thì chúng ta trình bày chi tiết ra thôi. Còn khi mà các bạn đi vào bài kiểm tra hoặc là khi đi thi thì chúng ta sẽ nhớ cho cô này, ta chỉ tính ra giá trị hai giá trị này và hoàn toàn các cái bước này là chúng ta mặc định hiểu với nhau đúng không? Và chỉ tính đến cái bước cuối cùng đó là gì ạ? Tìm ra số mol của FeNO3 hai lần bằng 0,03 thì nó sẽ bằng với số mol sắt tham gia phản ứng, và từ đó tính luôn cho cô giá trị của M ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển qua câu hỏi số 4. Nung M gam sắt
trong không khí, sau một thời gian thì người ta thu được 104,8 gam hỗn hợp rắn A gồm có sắt, sắt 2 oxit, sắt 4 oxit và sắt 3 oxit. Hòa tan hoàn toàn A trong H2O3 dư, thu được dung dịch B và 12,096 lít hỗn hợp khí NO và NO2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Hỗn hợp này thì đang có tỷ khối so với lại heli bằng 10,167. Yêu cầu đó là xác định giá trị của M, với M ở đây là khối lượng của sắt tham gia vào phản ứng. Với các kiến thức lý thuyết mà chúng ta đã được học thông qua bài giảng học lớp 12 của cô, cũng như là các cái dạng toán trước có liên quan tới sắt đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ biết được đó là với câu hỏi số 4 chúng ta sẽ làm bằng phương pháp quy đổi. Các em hãy quy đổi cho cô A này về sắt và oxy. Và trước khi quy đổi thì các bạn cần phải tính cho cô được số mol của NO và NO2 thông qua hệ phương trình đúng không? Ở đây thì cô sẽ có một hệ phương trình để tính ra số mol NO và NO2, đó là số mol NO cộng với số mol của NO2. Nó đang bằng 12,096 chia cho 22,4. Như vậy ra bằng 0,54. Phương trình thứ hai là 30 nhân số mol của NO cộng với 46 nhân số mol của NO2 thì sẽ bằng khối lượng của nó. Khối lượng ở đây tính bằng 0,54 này, nhân với 4 này và nhân với 10,167. 0,54 nhân 4 nhân với 10,167. Vậy giải hệ phương trình này thì cô sẽ xác định được số mol của NO và NO2 đúng không? Nhân 4 và nhân với 10,167. Cô tìm ra được số mol của NO đang bằng 0,18. Và số mol của NO2 thì bằng 0,36. Đến đây thì chúng ta sẽ quy đổi đúng không? Quy đổi hỗn hợp A này về sắt và oxy. Thì khi đó cô sẽ có được cái phương trình đầu tiên qua quá trình quy đổi ấy, là 56 nhân số mol của sắt. Hai đây cô đặt luôn là x đi, được chưa? Cộng với 32 nhân với y thì sẽ bằng 104,8. Sau đó thì sắt từ 0 sẽ tạo ra sắt dương 3. Quá trình này nhường đi 3e đúng không? Oxy từ 0 nhận 4e để tạo ra 2 oxy trừ 2. Nitơ từ dương 5 nhận 3e để tạo ra nitơ dương 2. Và nitơ từ dương 5 nhận 1e để tạo ra nitơ dương 4. Vậy ở đây cô có x này, thằng này sẽ là 3x. Đây là y thì thằng này sẽ là 4y. Và số mol của NO đang bằng 0,18. Vậy là chỗ này sẽ bằng 0,18 nhân với 3 đúng không? Bằng 0,54. Và đây là 0,36 thì đây cũng bằng 0,36. Vậy là cô có được cái phương trình thứ hai theo bảo toán electron đúng không? Đó là 3x trừ đi 4y sẽ bằng 0,54 cộng với 0,36, vậy bằng 0,9. Vậy giải phương trình 1 và phương trình 2 này các bạn sẽ tìm ra được x và y. Cô có 56x 32y sẽ bằng 104,8. Phương trình thứ hai là 3x trừ 4y bằng 0,9. Như vậy là tìm ra được x bằng 1,4 và y bằng 0,825. Từ đây thì chúng ta sẽ có được giá trị của M là khối lượng của sắt bằng cách lấy 1,4 nhân với 56 đúng không ạ? Lấy 1,4 nhân với 56, vậy bằng 78,4 gam. Và với giá trị bằng 78,4 gam, chúng ta sẽ chọn ở đáp án đúng, đó chính là đáp án D trong câu hỏi số 4. Và ngoài ra trong câu này thì cô đang trình bày rất là chi tiết ở cái giai đoạn đó là viết các cái quá trình này. Còn hoàn toàn các bạn đến thời điểm này các bạn phải nhẩm được, các bạn phải nhớ được các cái phương trình này. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta ra được cái sản phẩm khử ở đây là NO và NO2, ra được số mol thì các bạn phải biết luôn. NO thì để tạo thành NO nitơ phải nhận 3E. Như vậy, số mol E trao đổi ở đây sẽ bằng 3 lần số mol NO và cộng với số mol của NO2. Thì khi đó chúng ta sẽ không phải viết các quá trình này nữa. Được chưa ạ?
Chúng ta cùng chuyển sang câu hỏi số 5. Hòa tan 10g hỗn hợp gồm bột sắt và sắt hai oxit bằng một lượng dung dịch HCl vừa đủ thì thu được 1,12 lít khí hydro ở điều kiện tiêu chuẩn và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch natri hydroxit dư, thu được kết tủa B. Nung B trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được m gam chất rắn. Và đề bài đang yêu cầu chúng ta là tính giá trị của m. Vậy thì trong câu hỏi này các bạn sẽ thấy được đó là nó là một bài tập tổng hợp của sắt và hợp chất của sắt. Hợp chất của sắt đây chính là sắt 2 oxit, đúng không ạ? Khi mà cho tác dụng với HCl thì sắt sẽ đưa lên sắt dương 2 và sắt 2 oxit thì chỉ tham gia vào phản ứng trao đổi thôi. Có nghĩa là bài toán này chỉ tạo ra sắt dương 2 thôi. Tuy nhiên chúng ta thấy là gì ạ? Cái muối sắt dương 2 ấy đang được cho phản ứng với natri hydroxit dư, nhưng điều quan trọng là cái kết tủa tạo thành ấy lại được nung trong không khí đến khối lượng không đổi. Vì vậy, sau cùng ta lại thu được cái chất rắn cuối cùng chính là Fe2O3, là sắt 3 oxit. Vậy thì bài toán này cô sẽ làm thông qua một cái sơ đồ các bạn nhé. Ở đây cô có sắt và sắt 2 oxit. Thì khi cho tác dụng với HCl ấy thì chú ý cho cô là chỉ có cái thằng sắt này tạo thành khí hydro thôi. Nó tạo ra 1,12 lít khí hydro tương ứng với lại 1,12 chia cho 22,4 đúng không, bằng 0,05 mol hydro. Từ đây thì cô có được đó là số mol hydro chính là bằng số mol sắt. Vậy là cô suy ra được đó là số mol sắt trong hỗn hợp ban đầu chính là bằng 0,05 luôn, bằng số mol của hydro luôn đúng không ạ? Mà chúng ta lại có được khối lượng của hỗn hợp bằng 10g. Vậy là chúng ta trừ đi khối lượng của sắt thì ra được cái khối lượng của FeO đúng không? Ở đây cô lấy 10 này, trừ đi 0,05 nhân với 56 thì ra được 7,2. 7,2 thì cô ra được số mol của FeO chính là bằng 7,2 chia cho 72 đúng không? Như vậy bằng 0,1 mol. Hai thằng này được đưa vào cái sản phẩm cuối cùng chính là Fe2O3. Vậy thì cô bảo toàn đến nguyên tố sắt thì chúng ta sẽ có là số mol của đây, hai lần số mol của Fe2O3 thì sẽ bằng số mol sắt cộng với số mol của FeO. Vậy là chúng ta sẽ tính ra được cái khối lượng của Fe2O3 đúng không? Vì chúng ta có được số mol của Fe và FeO rồi. Ở đây cô sẽ có được này, số mol của sắt là bằng 0,05 cộng số mol của FeO là 0,1. Được bao nhiêu đem chia cho 2. Sau đó thì nhân với 160 thì cô ra được giá trị M này đang bằng 12g. Và với giá trị bằng 12g thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng trong câu số 5 này, đó chính là đáp án C. Tiếp theo thì cô và các em sẽ cùng chuyển qua câu hỏi số 6. Dùng CO dư để khử hoàn toàn m-gam bột oxit sắt FeOi, dẫn toàn bộ lượng khí sinh ra đi thật chậm qua 1 lít dung dịch bari hydroxit 0,1m thì vừa đủ và thu được 9,85g kết tủa. Mặt khác, hòa tan toàn bộ m-gam bột oxit sắt trên bằng dung dịch axit chloric dư rồi cô cạn thì thu được 16,25g muối khan. Đề bài đang yêu cầu chúng ta xác định giá trị của m và công thức của oxit sắt. Vậy thì đây là một cái bài toán mà cô đánh giá là khá là hay. Vì sao ạ? Chúng ta có sự kết hợp của hai cái dạng toán nhỏ. Đó là người ta dùng CO để khử oxit sắt. Và cái thứ hai là dạng toán có liên quan tới cho cái bột oxit sắt đó tác dụng với axit chloric. Và chúng ta thấy là bài toán này đang có cái mối liên hệ giữa hai cái dạng toán nhỏ này. Được chưa? Vậy thì khi mà dùng CO dư để khử hoàn toàn cái bột oxit sắt thì toàn bộ sắt ở trong oxit sẽ được đưa về nguyên tử sắt kim loại đúng không ạ? Và oxy thì sẽ được tạo thành CO2. Vậy các bạn sẽ sử dụng các cái công thức giải nhanh mà cô đã cung cấp ở các cái dạng toán trước vào trong câu hỏi số 6 này thì chúng ta sẽ có số mol của oxy ở trong oxit sắt ấy nó sẽ đúng bằng số mol CO2. Và số mol CO2 này được đưa vào trong các cái sản phẩm, đó là kết tủa ở đây chính là baricarbonat. Và ở đây cô đang có số mol của baricarbonat nó bằng 9,85 chia cho 197. 9,85 chia cho 197 như vậy bằng 0,05 mol. Tuy nhiên thì các bạn sẽ thấy như sau này, số mol của bari hydroxit đang bằng 0,1 mol cơ. Và ở đây thấy có cái từ gì ạ? Vừa đủ.
vừa đủ, có nghĩa là phản ứng hoàn toàn với nhau, đúng không ạ? Thì khi đó so sánh với số mol baricarbonate, ta thấy là số mol của BH2 lần đang bị lớn hơn, đúng không? Như vậy là ngoài việc tạo ra baricarbonate ra thì nó còn tạo ra cả BaHCO3 tất cả hai lần. Và với việc bảo toàn bari thì cô sẽ xác định được cái số mol của BaHCO3 hai lần này bằng cách lấy 0,1 trừ đi 0,05, vậy cô ra bằng 0,05 mol. Đến đây này, cô bảo toàn đến carbon thì cô sẽ có số mol CO2 tạo thành ấy, nó chính là bằng số mol baricarbonate cộng với hai lần số mol của bari hydrocarbonate, đúng không? Như vậy chính là bằng 0,15 mol. Vậy cô viết lên trên này, số mol của oxy bằng số mol CO2 là bằng 0,15 mol. Được chưa? Đến đây này, khi mà người ta cho cái m gam bột oxy sắt này phản ứng với HCl thì về mặt bản chất chính là oxy ở trong oxit sắt đang bị thay thế bởi clo, và chúng ta có được số mol của Cl- sẽ bằng hai lần số mol của oxy. Như vậy nó sẽ bằng 0,3 mol. Mà khối lượng muối này chính là bằng khối lượng của sắt cộng với khối lượng của clo, đúng không? Như vậy cô có được khối lượng của sắt sẽ bằng 16,25 trừ đi 35,5 nhân với lại 0,3. Như vậy chúng ta tính ra được cái khối lượng này, 16,25 trừ đi 35,5 nhân với lại 0,3. Như vậy bằng 5,6 gram. 5,6 gram thì cô có được cái số mol của sắt nó bằng 0,1, đúng không? Mà chúng ta lại có số mol của oxy bằng 0,15. Như vậy là chúng ta ra được cái công thức của oxy sắt này sẽ là gì ạ? Fe2O3. Ngoài ra chúng ta cần tính giá trị của NM, với NM là khối lượng của oxit sắt, tính bằng cách là cộng tổng hai khối lượng này lại này, được chưa? NM thì bằng 5,6 cộng với 0,15 nhân 16. Vậy là ra bằng 8 gram. Với cái giá trị M bằng 8 và công thức là Fe2O3 thì chúng ta sẽ chọn được đáp án đúng, đó chính là đáp án A trong câu hỏi số 6. Và câu hỏi số 6 cũng là câu hỏi kết thúc cho video về dạng bài tập liên quan tới sắt và hợp chất của sắt ngày hôm nay của cô. Nếu như có bất kỳ vấn đề gì cần thắc mắc hay cần cô giải đáp thì các bạn hãy comment xuống phía dưới của video nhé. Khóa học về rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.